Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi sáng của BYN TV. Hôm nay là thứ Bảy cuối tuần ngày 25 tháng 2 năm 2012. Hương Yên cùng toàn ban biên tập xin kính chào quý vị khán thính giả. Sau đây là phần tin thế giới với những tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được trong ngày. Cơ quan IAEA cảnh báo hành động quân sự có thể xảy ra tới quốc gia Iran, tin từ Áo Quốc. Quốc gia Iran chủ động gia tăng các chương trình tinh luyện uranium và bảo vệ lập trường. Các chương trình tinh luyện này dùng trong mục tiêu dân sự đối chọi lại các nguồn tin từ các quốc gia Tây phương, cho rằng Iran đã bí mật có kế hoạch chế bom nguyên tử hủy diệt nhân loại. Iran tiếp tục phản bác các cáo buộc điều này, tạo lên làn sóng báo động từ các quốc gia Tây phương quan ngại một cuộc chiến có thể bùng nổ. Theo báo cáo mới nhất từ Cơ quan Nguyên tử năng Thế giới IAEA, chính phủ Iran đã cố tình làm ngơ. Tehran không chịu ngồi vào bàn đàm phán và thương lượng cho phép cơ quan IAEA quay trở lại quốc gia Iran trong sứ mệnh giám sát các cơ sở tinh luyện uranium và điều tra sâu rộng trước những nguồn tin Tehran bí mật che giấu chương trình phát triển vũ khí nguyên tử. Các mâu thuẫn giữa phương Tây và Iran làm giá xăng dầu khắp mọi nơi trên thế giới tăng vọt. Một quan chức cao ủy Liên Hiệp Quốc đang hiện diện tại quốc gia Áo trả lời tới phóng viên báo chí địa phương rằng các nhân viên trong cơ quan IAEA tiếp tục làm việc và cảnh báo nếu Iran không đáp ứng các đòi hỏi từ cao ủy Liên Hiệp Quốc có thể một cuộc đo lường tấn công bằng quân sự trước các chương trình che giấu vũ khí nguyên tử của Tehran. Liên hiệp Ả Rập muốn cung cấp vũ khí cho lực lượng vũ trang tự do Syria, tin từ Tunisia. Hôm thứ Sáu, Bộ trưởng Ngoại giao quốc gia Saudi Arabia là ông Saud Al-Faisal tại hội nghị thượng đỉnh các quốc gia trong khu vực Hồi giáo Ả Rập nói rằng cung cấp vũ khí cho các phong trào đối lập tại Syria chống lại các cuộc tấn công đàn áp từ quân đội và cảnh sát chính phủ. Đây là một ý kiến rất thông minh và đáng được hoan nghênh. Bắt đầu cuộc hội nghị kéo dài 2 ngày tại thủ đô Tunisia, bao gồm 70 thành viên các quốc gia trong khu vực, Hoa Kỳ và các phái đoàn châu Âu cũng có mặt tại hội nghị. Với chủ đề Người bạn đồng hành Syria, ngay thời gian bắt đầu hội nghị, Bộ trưởng Saudi Arabia đã đi thẳng vào vấn đề cung cấp vũ khí cho Hội đồng Đối kháng Syria với lý do đơn giản người dân Syria tự bảo vệ mạng sống của họ. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn giữ thái độ bàng quang, yên lặng và sẽ là người đúc kết sau cùng các ý kiến cung cấp vũ khí cho lực lượng đối lập. Các nước phương Tây và Liên hiệp Ả Rập cùng họp tại quốc gia Tunisia để bàn thảo các kế sách giải quyết hồ sơ Syria. Hội đồng đối lập Syria kêu gọi người bạn đồng hành Syria hãy cung cấp vũ khí và quân dụng tới lực lượng vũ trang tự do Syria nhằm hỗ trợ các cuộc đối kháng quân sự lật đổ chính phủ và nội các đương nhiệm Bashar al-Assad. Song song đó, chỉ trích hai quốc gia Nga và Trung Cộng đã dùng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, kéo dài thời gian và tạo cơ hội cho chính phủ Assad gia tăng quân sự, giết hại thường dân vô tội. Chính phủ Assad gia tăng đàn áp giết hại người dân Syria vô tội, tin tổng hợp. Hôm thứ Sáu, cảnh sát quân đội chính phủ Syria đã bắn các pháo hạng nặng vào khu vực đông dân cư thành phố Homs, quận Papa Amro, giết chết 5 thường dân vô tội. Các nhà hoạt động dân chủ tại Syria tố cáo chính phủ liên tiếp 3 tuần không ngừng nghỉ an ninh quân đội tấn công liên tục và bao vây các khu vực hiểm yếu tại thành phố Homs. Một báo cáo khác từ các nhà hoạt động dân chủ địa phương rằng lực lượng an ninh chính phủ Assad đã xử tử 18 thường dân tại một khu làng gần trung tâm khu vực về phía tây của thành phố Hama. Một đoạn phim được đăng tải trên trang mạng xã hội những hình ảnh các cuộc giao tranh giữa cảnh sát quân đội Assad và lực lượng vũ trang tự do Syria tại hai thành phố Homs và Deraa. Hàng ngàn người dân xuống đường tuần hành biểu tình khắp các đường phố tại hai tỉnh Hama và Idlib. Đã có hơn 50 các bộ trưởng Ả Rập đang có những buổi họp khẩn cấp tại quốc gia Tunisia trong chương trình Người bạn đồng hành Syria nhằm chấm dứt các cuộc tấn công từ chính phủ giết hại thường dân Syria vô tội, đặc biệt tại thành phố Homs đã xảy ra các chiến sự ác liệt. Nga và Trung Cộng đã phủ quyết kế hoạch giải quyết hồ sơ Syria. Bản soạn thảo mới nhất từ Hội nghị Ả Rập, Người bạn đồng hành Syria,
kêu gọi chính phủ hãy ngưng các cuộc giao tranh bạo động ngay lập tức trong vòng 48 giờ để cơ quan Hồng Thập Tự Thế Giới có cơ hội tiếp tế thuốc men, dụng cụ y khoa và thực phẩm tới người dân trong chương trình cứu giúp nhân đạo trên thế giới. Và trong khi đó, Hội đồng Thập tự Thế giới đã cố gắng kêu gọi chính phủ ngừng bắn, nhưng lời kêu gọi này đã thất bại. Chính phủ Assad không trả lời và tiếp tục gia tăng đàn áp giết hại dân chúng Syria. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc chỉ định cựu Tổng thư ký Kofi Annan cầm đầu phái đoàn cao ủy hiện diện tại quốc gia Tunisia trong chương trình Người bạn đồng hành Syria. Phái đoàn bác sĩ thiện nguyện Jordan bị chặn đứng tại cửa khẩu biên giới Syria, tin từ Jordan. Các bác sĩ Ả Rập tại quốc gia Jordan tình nguyện đang tiến tới cửa khẩu tại thị trấn Jaber, sát biên giới hai quốc gia Jordan và Syria, trong sự hy vọng chính phủ Syria cho phép phái đoàn nhân đạo Jordan với nhiều thuốc men và thực phẩm tiến vào các khu vực thành phố đông dân cư. Tại nơi đó, có những cuộc giao tranh và nạn nhân bị thương cần sự giúp đỡ y tế. 20 bác sĩ trong Hội Y khoa Ả Rập Jordan cộng với đoàn xe vận tải với các thiết bị giải phẫu và y tế cần thiết đang bị chặn đứng tại cửa khẩu Jaber. Nhân viên chức năng Syria cho đến thời điểm hiện tại vẫn đóng các cửa khẩu dọc theo biên giới Jordan và đã từ chối cho phép đoàn xe nhân đạo tiến qua cửa khẩu biên giới. Một bác sĩ trong đoàn thiện nguyện, chị Malin Ali, đã trả lời tới thông tấn xã địa phương rằng nhiệm vụ của phái đoàn chỉ gói ghém trong các mục tiêu nhân đạo, giúp đỡ người dân Syria tránh khỏi tử thần và sự đau đớn vì các vết thương. Malin nói thêm, tất cả mọi quốc gia trên thế giới đều biết tình trạng thiếu lương thực và y tế như thế nào tại các thành phố đông dân cư trước các kế hoạch phong tỏa và cô lập từ chính phủ Bashar al-Assad. Phái đoàn chỉ làm công tác nhân đạo y tế và không có các cuộc hoạt động chính trị phụ trội khác. Hy vọng chính phủ Syria để cho phái đoàn tiến qua cửa khẩu tiến vào các thành phố đang cần sự giúp đỡ như Homs, Deraa, Idlib và các thành phố lân cận khác. Chủ tịch phong trào MDC tuyên bố sẽ tẩy chay bầu cử, tin từ Harare. Chủ tịch phong trào cải cách dân chủ Zimbabwe là ông Morgan Tsvangirai tuyên bố sẽ không tham gia cuộc bầu cử trong năm này nếu những biện pháp cải cách chính trị do khối SAD và Liên Phi đòi hỏi không được thi hành. Ông ta không muốn lặp lại tình trạng năm 2008. Trong ngày thứ hai tuần này, Tổng thống Robert Mugabe tuyên bố ông ta muốn tổ chức bầu cử sớm trong năm này, thay vì chờ cho đến khi mãn nhiệm kỳ vào năm 2013. Tranh chấp sau cuộc bầu cử năm 2008 giữa ông Mugabe và Tsvangirai đã đưa tới sự can thiệp và hòa giải của khối cộng đồng phát triển Nam Phi, hay gọi tắt là SADC, gồm 15 nước, đảng ZANU-PF và phong trào MDC đã đồng ý thành lập chính phủ liên hiệp để ổn định nền kinh tế Zimbabwe. Tổng thống Zuma của Nam Phi đã chỉ trích đảng ZANU-PF và đòi Zimbabwe phải nhanh chóng cải cách. Chính phủ chia sẻ quyền lực giữa ZANU-PF và MDC được thành lập trong năm 2009. Hai phe đồng ý thi hành một số biện pháp cải cách, trong đó có cải cách luật bầu cử, báo chí, soạn bản hiến pháp mới. Nhưng từ đó đến nay, hai phe chỉ liên tục tranh chấp các ghế trong chính phủ và tranh cãi đối với chính sách, không cải cách được điều gì. Ông Mugabe kiểm soát các cơ quan an ninh trong nước, muốn tổ chức bầu cử sớm để chấm dứt sự liên kết với ông Tsvangirai. Những người chỉ trích cho rằng chủ trương tịch thu đất đai của người da trắng phân phát lại cho người da đen của ông Mugabe đã làm cho nền kinh tế Zimbabwe sụp đổ. Các nhà khoa học Nga đang tìm cách phục hồi một loại cây thời đại băng hà, tin từ Bushchino. Các nhà khoa học tại thành phố Bushchino, cách thủ đô Moscow khoảng 100 cây số, nơi đặt Viện Tế bào Sinh học và Viện Khoa học Nga, hay gọi tắt là ICBRAS, cho biết đang phục hồi lại một giống cây cách đây 30.000 năm từ một hạt giống được bảo quản trong tầng đất đóng băng vĩnh viễn ở Siberia. Mặc dù thiếu tài chính, các nhà khoa học của ICBRAS đã cố gắng phục hồi lại nhiều giống hoa từ thời Pleistocene, là thời kỳ cách đây trên 12.000 năm.
Khoa học gia Svetlana Yashina nói rằng, thí nghiệm thành công sẽ chứng tỏ không chỉ hạt cây mà các loại tế bào sống cũng có thể bảo quản trong một thời kỳ lâu dài. Phục hồi lại các loài hoa cũng có thể cho các nhà khoa học biết điều kiện đời sống trong thời kỳ băng hà. Các nhà khoa học đã khai quật hài cốt của nhiều loại động vật có vú trong thời kỳ băng hà trong tầng đất đóng băng vĩnh viễn ở Siberia, như bò rừng, nai, voi khổng lồ. Thành công phục hồi lại các giống hoa có thể giúp cho các nhà khoa học Nga và Nhật có thể tạo phiên bản của các động vật có vú từ thời đại Pleistocene. Tổng thư ký OIC tuyên bố chỉ có đình chiến mới tìm được giải pháp hòa bình cho Syria, tin từ Tunis. Ông Ekmi Leddin Isanoglu là tổng thư ký của Tổ chức Hội nghị Hồi giáo nói rằng ngừng chiến là đòi hỏi đầu tiên để tìm giải pháp hòa bình cho Syria. Ngoại trưởng của trên 50 nước đang có mặt ở Tunis, thủ đô của Tunisia, để tìm biện pháp ngăn chặn đổ máu ở Syria. Ngoại trưởng các nước có mặt trong cuộc họp sẽ đòi hỏi chính phủ Tổng thống Al-Assad cho phép các cơ quan thiện nguyện quốc tế đến Syria để cứu giúp người dân. Ông Isanoglu nói ông ta hy vọng chính quyền Syria sẽ chấp nhận sáng kiến mới vì phúc lợi của người dân. Tổ chức vận động toàn cầu Avaaz nói rằng họ đã gửi thông điệp Stop đến lên 4 điểm chính của họ. S là ủng hộ đối lập Syria, T là cấm vận cứng rắn hơn, O là tổ chức cứu trợ và P là bảo vệ thường dân. Nhiệm vụ của cuộc hội nghị Tunis là phải làm cho bom ngừng rơi xuống các thành phố và vật phẩm cứu trợ có thể đưa đến người dân Syria. Một bản dự thảo tuyên bố cuộc hội nghị kêu gọi Syria phải lập tức ngừng bạo động, cho phép Liên Hiệp Quốc tới thành phố Homs để đánh giá tình hình, cho phép các cơ quan thiện nguyện cứu giúp người dân bị ảnh hưởng. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là phần tin buổi sáng của BYN TV. Xin quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau vài thông tin quảng cáo sau đây.